Nam Mô Di Đà Phật. Nữa nơi đây ba bốn con quỷ á và vị thiên ma đó hiện tại đang có ở đây hay không? Sao cô thì nói có, cô thì nói không, bà lão thì nói có. Tôi muốn biết sự thật là ba con quỷ đang có mặt ở đây hay không. Hắn ta trên núi, bà lão nói tôi nghe ở đây có vong linh nào không? Chào bà Hồng. Long chào cả nhà. Chào cả nhà quay lại với kênh Gió Rồng cả nhà ơi. Trời bữa nay mùa hông nó bay quá cả nhà. Cả nhà ơi, hiện tại là cũng khá là khuya rồi cả nhà. Thì hôm nay con cũng đang có mặt ở cái nơi Bù Tre, và nơi mà chỗ ba vong linh, hai vong linh của cô gái và vong linh của bà lão mà được con, nói chung là con giống như là giấu những cái con quỷ đó, nhưng mà mình nhốt họ lâu á thì không có tốt. Đây là không phải nhốt, mình giống như, để con nói cho cả nhà hiểu, giống như là chúng ta che giấu đi cái gọi là đừng cho thiên ma này, không phải là thiên ma mà con đã tìm hiểu rõ. Thì ở một ngày gần nhất con sẽ tiết lộ cả nhà một số của chúng chị không biết về vấn đề này, không biết về cái danh tính của cái vong linh này. Con sẽ ngày nào gần đây nhất con sẽ tiết lộ cho cả nhà biết, để cho cả nhà biết là đây là gì. Tại vì á là cái vong này theo con khá là lâu rồi. Nói chung là mình giúp vong, nhưng mà nhiều khi cả nhà ơi, con giúp nhưng mà không đúng vong. Tại ngày xưa á thì giúp theo cái dạng không phải như bây giờ. Bây giờ con á, giúp là những cái vong mà có vô được cái dù á, là có trời bù không, là cái tâm của họ đã buông bỏ rồi, họ vô cái dù họ đi theo mình á, đặng mình đem họ đi. Còn ngày xưa thì con giúp họ bằng cách là mình nhờ thầy, mà cái tâm họ đưa họ đi thôi, chứ cái tâm họ học chứ có buông. Thành ra nhiều khi cái đó giống như là sự ép buộc, đó giống như là sự ép buộc với vong linh. Thì thành ra vong linh này giống như là hận mình, giống như tại sao phải bắt họ đi. Nhưng mà tại cũng có lý do mình phải bắt họ đi, tại vì á là con đến đó quay thì ông ta theo về nhà cũng 5 lần 7 lượt phá gia đình con. Có nhiều hiện tượng trong nhà hồi đó cả nhà, nếu mà cô chú anh chị, quý cô chú anh chị xem video con lâu quá, thì sẽ biết về cái sự việc này. Ông đến nhà ông lúc đó nhóc con còn nhỏ xíu, mới sanh nhóc có mấy tháng, thì nhỏ đang ngủ thì giọng nó đứt cái móc giọng bằng sắt. Cả nhà không biết cô chú anh chị nào có theo dõi lọc từ trước đến giờ, cách đây khoảng 4 năm đâu ra đây đến giờ sẽ biết cái vụ việc đó. Cái móc giọng cả nhà bằng sắt, cái móc giọng đưa bằng sắt, cả nhà biết không? Mà nó có thể con nít ngủ, một đứa có đứa con lọc lúc đó mấy tháng, nó có mấy kilo mà nó gãy luôn cái móc đó luôn, mà không phải một mà hai lần như vậy mà mày gãy. Cả nhà biết cái móc như vậy mà nó gãy cong quéo cái móc luôn, giống như có cái sức nặng phải nói là hàng trăm ký chứ đừng nói vài chục ký. Như mình á là bình thường à, không có vấn đề gì hết, nhưng cái này có thể là sức nặng hàng trăm ký nó tác động lên mới làm gãy cái móc cong queo đến nỗi mà biến dạng một cách không thể nhìn ra. Rất là nhiều lần vậy, rồi nghe những cái tiếng đi xung quanh nhà, rồi 9 giờ lộc cũng có thấy, lúc đó thì thấy cái người phụ nữ vô nhà, rồi thấy người đàn ông rất nhiều lắm. Nhưng mà khi mà nhờ thầy á thì thầy xác định được là đó là con quỷ, vậy đó là theo lộc
từ đó đến về nhà mà phá gia đình lộc. Thậm chí là con quỷ này thì chiên, nói thẳng ra là đa số nó rất là thích chọc phá trẻ em, rất thích là chọc phá những đứa trẻ để làm cho những đứa trẻ nó bệnh hoạn, thậm chí là gây ảnh hưởng cho những đứa trẻ đó. Đa số là chỉ những đứa trẻ thôi. Thì khi mà Lộc nói với thầy thì thầy nói bây giờ thôi, thì bây giờ hãy cứ như là mình giúp nó đi rồi sau này rồi có nghĩa là đưa nó đi, còn cái việc nó đi rồi nó làm gì làm với Hận, đừng cho nó ở quấy phá nữa. Cho nên thầy có đưa Lộc hai lá bùa, một lá bùa ngày trước Lộc giúp đó thì còn Lộc giữ bây giờ, còn một lá Lộc đốt được đi khi mà Lộc đem cái lá bùa đó đến cái nơi, cái ngôi nhà đó là con quỷ trước đây nó đã trú ngụ, thì mình đem, mình sử dụng lá bùa đó mình đem đến đó và mình đốt để cho con quỷ nó đi, nó không ở đó nữa, cho nó sợ nó đi, nó thoát khỏi cái kiếp lầu đó, nó đi chỗ khác. Nhưng mà nhiều khi thì cả nhà ơi, nói chung thì vong linh người ta đâu có theo ý mình. Mình muốn giúp họ đi nơi khác, thứ nhất là mình giúp họ là cũng giúp cho mình luôn đó, chứ không phải là mình nói là mình giúp họ không. Thì khi mà họ đi nhưng mà cái tâm họ không có buông, họ muốn trở lại tay vào đó, là họ có thể đi tu, họ đi kiếm nơi khác là họ giải thoát ở cái chỗ là vòng lẩn quẩn, không cho họ ở đó nữa thôi. Giống như cả nhà biết là khi mà cái xăng của con người ta hặn hay gì lên thì bắt đầu xâm vào cái cõi đó, thì cứ ở đó hoài đến khi nào mà họ buông bỏ được những cái thứ đó họ mới được đi. Thì cái lá bùa đó giúp cho họ làm vậy, nhưng mà thay vào đó họ không có đi, họ lại tiếp tục nổi lên cái xăng khác, đó là xăng hặn ngược lại cái người như Lộc đến đó nhất là giúp họ đi đó, nhưng mà họ lại đảo rồi lại quán mình thêm. Vì vậy mà mình không biết được, nói về tâm linh chúng ta không thể nào biết được là cái điều gì nó sẽ xảy ra. Nhiều khi giúp họ nhưng mà bây giờ thì Lộc thấy an toàn hơn khi mà giúp bằng cái dù, tại vì giúp bằng cái dù thì lại chỉ có những cái vong linh có cái tâm hướng thiện, hướng có nghĩa là muốn buông bỏ được mới vô được cái dù, chứ tâm còn ác thì khó mà vào. Cả nhà, không biết cả nhà hôm nay nhìn lên cái cây gì, cái cây cây tràm cũng là cái nơi đó, nhưng hôm nay cả nhà nhìn kỹ ra đi, hình hài không phải là một con quỷ đỏ nữa, mà là một cái hình dáng của một cái người phụ nữ hay gì đó. Cả nhà nhìn thấy nó tan chỉ một hình dáng giống như người phụ nữ, người trai lấy tay che mặt, cả nhà thấy không cả nhà? Còn biết cả nhà, không phải là cái hình dáng lúc trước nữa, mà cũng đó cả nhà, con không có đụng đến tại con không biết như thế nào, con không dám tác động đến cái cây, nhưng mà cái hình nó vẫn còn, nhưng mà là hình để thay đổi đi một cái hình một cái người khác đi. Thì cả nhà bây giờ con sẽ qua bển, thứ nhất con sẽ cho ba cái vong này đi ra và con tiếp tục tìm cách trò chuyện để xem cây hôm nay giúp họ đi có vong nào chịu đi hay không, có vong nào tâm đã buông chưa, để con giúp cho họ sớm được đi, chứ để họ trong đó hoài cũng không có tốt, tại lâu ngày những cái bùa lá bùa nó ảnh hưởng đến họ. Để cả nhà theo con nha cả nhà, về đi. Ủa? Cả nhà đi với con cả nhà. Cái đèn hơi tối quá. Mô Di Phật. Hôm trước cả nhà cũng cúng này nè, của cái cục cây đây đâu không biết nè. Cái cục cây đó, bà lão hóa thành cục cây cả nhà. Hôm nay trời mưa ướt nhẹp nè. Đây con sẽ bày đồ và con cúng và cho những vong linh này thoát ra khỏi cái chỗ này, chứ để họ ngoài lâu cũng khó. Để xem có vong linh nào có chấp nhận hướng cái tâm nặng đi không, thì con sẽ cố gắng để giúp cho những cái vong linh đó đi nha cả nhà.
Mùi Phật. Mô với Phật, cầu Phật tổ quốc thầy, con cầu đất đai nghiêm trạch ở đây. Hôm nay con đến đây á, thì trước tiên á, con xin phép đất đai thổ tặng đây cho con đến đây, con mượn mảnh đất này và cũng như là sẽ cúng kiến cho những vong linh và đang ngủ trong bụi tre này. Thì trước tiên thì con xin phép đất đai thổ thần thổ địa ở đây. Thì nếu mà con có làm điều chi mà sai phạm cũng như là gây ảnh hưởng đến đất đai thổ thần thổ địa ở đây á, rất mong mà chư vị đất đai thổ thần thổ địa bỏ qua cho con. Thì con chỉ đến đây và muốn giúp những vong linh này, những hương này để sớm được siêu thoát, để tìm được những cái nơi mà tốt nhất để cho họ sớm được tìm được về cái cõi mới, để thoát khỏi cái kiếp làm ma làm quỷ ở những nơi lạnh lẽo như thế này. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Tôi cầu những hương linh là hai cô gái và bà lão mà được tôi sử dụng bùa che chở giúp đỡ cho ba hương linh ẩn nấp ở trong cùi tre này, thì hôm nay có thể là cái giờ khắc này tôi sẽ giúp cho ba vong linh ra khỏi nơi đây. Và nếu mà ba vong linh, có vong linh nào trong thời gian qua thấy sự chân thành và cũng như là có thể thấy là những gì tôi giúp và suy nghĩ rằng là những điều mình làm là đúng hay sai, để bây giờ có thể buông bỏ để tôi có thể giúp đỡ cho vong linh đi. Nếu mà vong linh nào muốn đi thì ngay bây giờ tôi sẽ giúp đỡ để mang vong linh đến cái nơi nào đó mà vong linh mong muốn, đến cái chùa chiền nào đó để nghe kinh kệ, để sám hối, để lâu ngày vài tháng thì vong linh có thể tìm nơi mà giải thoát, để có thể tái sanh làm cái cõi khác, không phải là cái cõi. Thì hiện tại tôi sẽ trước tiên tôi đốt chính nha cái hương, và sau đó tôi sẽ hóa giải cái phép che mắt này. Thì sau khi mà tôi quá giải thì tôi mời các vong linh ra. Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà giờ con đốt 9 cây hương xung quanh giống như hôm trước con đã từng đốt.
gì ta. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ vong linh ơi, đây tôi sẽ đốt lên những nén hương và thêm phần nào đó là đèn cầy, giấy tờ, giấy tiền nhà bạc để thực hiện cái nghi thức và cũng như giúp cho những vong linh ở đây có thể ra khỏi nơi này. Lấy sao đủ sẵn hay chứ nha. Cả nhà, giờ con đốt lên 9 cây nến và 9 phần tiền, 9 cây hương thì sẽ để cho, và cái này là nói chung là cô gái, hai cô gái và bà lão sẽ chưa ra được đâu cả nhà, nhưng ở đây con sẽ đốt và sẽ làm một số thứ nữa rồi bà hai cô mới có thể đi ra được. Đây thì ở đây con quay cho các anh xem cái bằng lễ đơn giản, không có gì hết trơn á. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này còn rất là sớm cả nhà, thì khi mà
ở đây á, thì những cái phong linh, những cái con quỷ đó, nó không bao giờ xuất hiện sớm, đâu đó khoảng từ 1 đến 2 giờ đêm không à. Cho nên con đến đây thì giờ này mới 11 giờ, để con làm cái nghi thức để có thể giúp cho những vong linh ở đây, với lại giữ cái an toàn cho bản thân. Cả nhà, đây là cái lá bùa mà có thể là con sẽ sử dụng, chủ yếu là cái sử dụng cho cái tên gọi là tự xưng Liên Thiên Ma, nhưng cái tên gọi khác đó là quỷ sát nha cả nhà. Đây thì con sẽ giữ cái lá bùa này không. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Thì tất cả vong linh ở trên mảnh đất này hôm nay nghe lời cầu khấn của tôi thì hãy cố gắng buông bỏ và nhất niệm để sớm giải thoát được khỏi nơi đây. Tôi hôm nay đến đây, có duyên thì tôi đến đây để giúp cho vong linh để sớm được siêu thoát, chứ không có trong cái dòng luẩn quẩn dương thế này và sống trong cái kiếp mà kiếp ngạ quỷ, không biết khi nào là siêu thoát được. Thì hôm nay có duyên thì tôi đến, thì nếu mà một trong ba vong linh, có vong linh nào có khởi cái tâm á để buông bỏ để đi á, thì khi mà ra tôi sẽ có cái dù thì mời vong linh vào trong để sớm đi. Còn những vong linh nào á mà tâm chưa buông bỏ được á, thì sau khi mà tôi buông cái dù nó rồi, vong linh đi không được, thì có thể vong linh tiếp tục ở nơi đây đến khi nào mà vong linh có thể mà khởi tâm buông bỏ được rồi, lúc đó thì tôi sẽ lại đến tiếp tục giúp cho vong linh. Khi mà con sẽ xong cái này, con sẽ gom 9 cái hương lại, con sẽ đốt đi hết. Và cuối cùng con phải cắm cái cây này, cái cây này cả nhà, cắm vào giữa bụi tre, lúc đó là những vong linh bắt đầu có thể ra. Còn ngoài ra con chưa làm hết, chưa có thể nào. Mô Di Phật, con xin đắc đai thiên trạch ở đây cho con phép con thu lại 9 cái hương, cũng như là 9 cái gốc mà để che chở cho ba vong linh hôm trước con đã tạo nên. Mô Di Phật.
nhà con xử lý cái này trong vòng khoảng trước 1 giờ con về, để tránh tình trạng những vong linh nó xuất hiện và có thể làm hại con. Cả nhà, thôi bây giờ sau đây khi mà con ấy rồi, con sẽ là đặng và sẽ cắm cái cây đó, cái cây kêu bằng cái cây ấy đó ngay chính giữa cái bụi tre cả nhà. Quái, hỡi những vong linh. Sao tôi chưa có, tôi chưa giúp cho hai cô và bà ra, mà tại sao mà cô và bà có thể ra ngoài rồi? Gì vậy? Ủa, nó mô với Phật. Sao mà tôi chưa giúp mà cô và bà mà sao mà hai cô và bà có thể ra bên ngoài được rồi? Ôn mô với Phật. Nam mô với Phật. Sao mà cô với bà lại, tôi chưa có mở phong ấn mà cô nói sao? Là sao? Nếu đúng ra nghi thức á, để mà cho ba vong hồn ra bên ngoài á, là phải cắm cái cây này vào bên trong để phá bỏ vong mắng chính gốc mà tôi đã dỡ rồi, nhưng mà phải cần phá cái tâm nữa. Cái câu nói tôi không hiểu. Thì hôm nay á, thì tôi không biết là vong linh sao được ta. Bây giờ thì vậy đi, thì vong linh cũng đã ra rồi,
Tôi không biết bằng cách nào đó mà ba vong linh có thể tự thoát ra trong khi là tôi chưa làm hết cái nghi thức. Thì khi mà ra rồi như vậy á, thì tôi cũng sẽ nhanh để trong ba vong linh nào muốn rời khỏi đây, muốn buông bỏ. Cô muốn đi đúng không? Cô nữa đúng không? Còn bà lão, bà cũng muốn đi đúng không? Bây giờ tôi không biết là ba vong linh, có vong linh nào á tâm buông hết được chưa. Nhưng khi á tôi sử dụng cái dù đó để giúp cho ba vong linh ở đây đi, thì nếu mà vong linh nào á buông bỏ hết được tâm thanh tịnh rồi thì sẽ vào được cái dù. Cô hôm nay có điều gì cô có điều gì đang muốn cho tôi biết đúng không? Hiện tại ba vong linh ở nơi đây, ba vong linh con quỷ á và chị Thiên Ma đó, hiện tại đang có ở đây hay không? Sao cô thì nói có, cô thì nói không, bà lão thì nói có. Tôi muốn biết sự thật là ba con quỷ đang có mặt ở đây hay không. Hắn ta trên núi, bà lão nói tôi nghe ở đây có vong linh nào không. Có hả? Cô gái áo đen, cô cho tôi biết đi, ở nơi đây vong quỷ hòa và vị thiên ma hiện tại đang có ở đây hay không? Nam mô A Di Đà Phật. Tôi rất mong là ba vong linh hãy thành thật cho tôi biết là những gì đang xảy ra ở nơi đây. Tôi tin tưởng cô nhất và bà lão. Bà lão hãy cho tôi biết một lần nữa, ở nơi đây có vong linh này nào đang ở đây hay không? Bà cho tôi biết hiện tại nơi đây còn vong linh nào đang ở đây nữa không hả bà lão? Bà hãy cho tôi biết thật đi. Tôi thật sự là mong muốn là những vong linh thành thật với tôi. Nếu mà những vong linh không thành thật Mô Di Đà Phật.
Đây thì tôi xin thắp lên ba cái nến để có thể đưa ba vong linh đi. Ba vong linh có muốn cái điều gì hay không? Nam mô A Di Đà Phật. Có một điều tôi muốn nói với ba vong linh mà tôi cũng có thể tôi đã nói lại đi nói lại rất là nhiều lần đối với hai cô và bà rồi. Thì sau khi tôi có biết là ba vong linh thì không biết là vong linh nào có thể nhất niệm và đi được. Nhưng mà nếu mà vong linh nào đi được thì hãy nghe tôi nói. Khi tôi đem vào cái miễu gần đấy nhất để cho vong linh ngự ở đó, thì tôi sẽ trình tổ thần đất đai đó để cho vong linh được tá túc ở nơi đó. Và nếu mà vong linh đến đó rồi thì hãy cố gắng không được phá phách nơi đó. Những vong linh ở đó mà có điều gì thì các người cũng không có quyền mà chống trả trả lại. Thì những vong linh ở nơi đó cũng đã đến đó trước rồi, cho nên những gì vong linh ở đó làm thì rất mong là vong linh nó đến sau thì phải nghe lời. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật. Mô Di Phật. Hỏi vong linh của cô gái và bà lão. Thì bây giờ tôi sẽ giúp cho ba vong linh. Tôi không biết là vong linh nào có thể vào bên trong được. Thì ba vong linh không cần phải đứng lên đâu, ba vong linh cứ ngồi xuống thì tôi sẽ dễ giúp hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu Phật Tổ, Phật Thầy, chư quan cổ thần, chư vị sơn thần, chư vị đất đai thổ thần, những người phước mặt phước mà, những chiến binh tử trận, những người mà chết qua chết ức mà chưa siêu thoát trên mảnh đất hiện tiền. Thì hôm nay tôi đến đây thì cũng đến ngày giờ có thể giúp được qua vong linh này. Tôi không biết là khi mà tôi giúp thì vong linh nào có thể nghe lời tôi và vong linh nào có thể theo tôi đi. Thì nay nhờ đức bề trên cũng như đất đai nhân trạch ở đây gia hộ và độ trì và giúp đỡ cho tôi có thể giúp cho ba vong linh này đi, để sớm để cho ba vong linh này có thể tìm được cái đường siêu thoát, tìm một cái nơi mới để cho ba vong linh có thể tu tập và sau này có thể là vãng sanh mà sanh vào cõi lành khác, không phải là một loại ma quỷ, hoặc là có thể tốt hơn thì cái sanh vào cái cõi nào đó, không phải là súc sanh, hoặc là làm sanh vào những cái cõi mà vô thường nào. Chỉ rất mong là đất đai thủ thẳng đây giúp đỡ cho tôi để có thể hoàn thành cái tâm nguyện này. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi vong linh cô gái. Hai cô sao? Ý cô nói như nào? Nói tôi không có, cô không lại gần được hả? Bà lão, bà cho tôi biết đi, nếu mà tôi đổi nón này tôi đến gần bà thì có sao không? Không sao đúng không? Nam mô A Di Đà Phật. Thì bà lão tôi cũng biết là như thế nào, thì bà nói là không có sao, còn cô với không được hả? Có thể là vong của bà mạnh hơn, tại vì ở núi và cô gái cũng vậy. Nhưng mà tại sao cô lại nói là có nón này bà cô làm không được? Cần gỡ nón ra. Nam mô A Di Đà Phật.
không ra. Yeah.